Không chỉ có thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp trong cả nước cũng đang bị ảnh hưởng lớn khi chuỗi tiêu thụ sản phẩm đứt gãy. Việc phân phối lưu thông trên thị trường của hàng Việt gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn như đối với doanh nghiệp cung ứng đồ gia dụng này, hè là cao điểm mua sắm. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, việc phân phối hàng hóa là một thách thức. Chuyển dịch phương thức kinh doanh hay đổi mới để thích nghi được coi là một giải pháp kịp thời và đúng đắn giúp doanh nghiệp vượt khó trước. Trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID diễn ra phức tạp, thì không phải quý phái của chúng tôi nói riêng, mà tất cả các cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đều bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Nó kéo theo các chuỗi cung ứng cũng như là tiêu thụ sản phẩm hàng hóa bị đình trệ. Nhưng với kinh nghiệm của Quý Phát là hơn 10 năm trong ngành gia dụng, và đặc biệt là các sản phẩm gia dụng đã và đang là trở thành những cái sản phẩm thiết yếu trong mọi gia đình Việt Nam. Và để minh chứng cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi, thì công ty của chúng tôi cũng rất là vinh dự là được đạt giải thưởng 2 năm liên tiếp, giải thưởng chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là minh chứng cũng như là một cái động lực giúp công ty của chúng tôi ngày càng đầu tư, mạnh dạn đầu tư, tạo ra các sản phẩm tốt hơn nữa, cũng như là khẳng định cho người tiêu dùng Việt Nam những cái sản phẩm của doanh nghiệp Việt, thương hiệu Việt hoàn toàn không thua kém chất lượng, mẫu mã của các thương hiệu ngoại. Trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID này, làm sao để đảm bảo cho các doanh nghiệp Việt được phát triển mạnh mẽ, thì trên đây tôi cũng xin kiến nghị là các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền nhiều hơn nữa tới đông đảo người dân cũng như người tiêu dùng Việt Nam biết nhiều hơn đến những cái sản phẩm thương hiệu Việt do người Việt làm ra, và ủng hộ sử dụng nhiều hơn nữa những cái sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tạo ra. Đó cũng là giúp cho doanh nghiệp Việt được phát triển. Gần một nửa người tiêu dùng được khảo sát trả lời sẽ chọn sản phẩm nội địa và cũng mong muốn các sản phẩm trong nước với giá cả hợp lý và chất lượng đảm bảo. Tôi cũng rất là ủng hộ cái việc là người Việt sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp Việt. Cũng là một phần góp phần cho kinh tế của Việt Nam mình đi lên. Trong thời gian qua thì cái hàng Việt Nam mình ấy là đã chiếm một cái phần ngày càng tăng trên cái trường quốc tế. Tuy nhiên là cái đóng góp của lao động Việt Nam, của chất xám Việt Nam ấy, nó vẫn còn bị ở những khâu có gia công thôi, chứ còn những cái câu mà công nghệ mà nó hơi cao, hoặc là thiết kế, hoặc là thậm chí hậu mãi mình cũng chưa tham gia được nhiều. Cho nên là trong thời gian tới muốn hàng Việt Nam mà được tiêu thụ, nhưng mà cái tỷ lệ thị phần đóng góp của cái hàng Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ấy, nó ngày càng tăng lên, thì đấy là một cái vấn đề mà muốn thế thì cái sự tham gia ấy nó ngày càng cao, thì chất lượng hàng hóa Việt Nam nó lại càng tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam trước tiên là vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh giữ vững niềm tin vô giá ấy trong sản xuất kinh doanh. Sau đó vận động người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam. Làm được như thế thì cuộc vận động chắc chắn sẽ có tiếng vang và hiệu quả vượt trội, góp phần phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch.